nhấn dâu hào môn, Miu chụp ảnh cưới tại Pháp giữa trời âm 6 độ. Mình giữ nhau thật chặt nhé, nếu đi ta cùng đi. Mọi bão giông đều qua khi con tim cùng theo lý trí. Khách mời dự tiệc chỉ cần thân thiết, không đặt nặng danh tiếng. Tối ngày 11 tháng 6, Miu tiếp tục nhận về nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng khi đăng tải trọn bộ ảnh cưới được thực hiện tại Pháp cùng chồng thiếu gia. Theo nữ diễn viên, cặp đôi thực hiện bộ ảnh này vào tháng 1 năm 2024 nhân chuyến đi nghỉ dưỡng kết hợp đặt may váy cưới. Miu Minh Đạt chụp ảnh cưới tại một tòa lâu đài cổ dưới thời tiết âm 6 độ của Paris. Thời điểm chụp ảnh, bên ngoài có tuyết rơi. Cô dâu tháng 6 chia sẻ, tụi mình may mắn chụp hình vào một ngày tuyết trắng phủ rất đẹp mà ánh nắng cũng trong trẻo dịu dàng. Tòa lâu đài cổ kính nơi tụi mình chụp được thiên nhiên phủ lên một lớp tuyết trắng vô tình cũng khiến cho không gian trở nên đặc biệt hơn trong khoảnh khắc ý nghĩa này. Trong hình bộ ảnh, Miu diện váy cưới cúp ngực được đính đá tinh xảo thiết kế giúp tôn lên vẻ đẹp trong trẻo, sang trọng của cô dâu. Nữ diễn viên chọn kiểu tóc búi đơn giản, kết hợp với lớp đội đầu và trang sức đắt tiền. Trang điểm nhẹ nhàng, cô dâu Miu vẫn khoe được visual tỏa sáng tựa thần tiên tỷ tỷ. Doanh nhân Minh Đạt lịch lãm trong bộ vest đen, tình tứ tạo dáng cùng nữ kia. Ở một số khung hình, anh chỉ để lộ bóng lưng hoặc một bên mặt. Trước đó, Miu cũng từng có lần chia sẻ về bộ ảnh này, chứng tỏ sự yêu thích và tâm huyết không hề nhỏ cô đặt vào bộ ảnh. Paris ít khi nào có tuyết phủ trắng đẹp đến nao lòng thế này. Hôm đó chắc chắn là một ngày đặc biệt, cô cho biết. Tháng 5 năm 2024, Miu cùng doanh nhân Minh Đạt đã tổ chức tiệc cầu hôn tại Đà Lạt với sự tham gia của nhiều bạn bè thân thiết. Theo Miu, đây chỉ là buổi tiệc nhỏ thân mật theo nguyện vọng của nửa kia là được cầu hôn cô lần nữa trước sự chứng kiến của mọi người. Người đẹp 35 tuổi cho biết, sở dĩ gọi là lần nữa vì ở lần cầu hôn đầu tiên chú rể đã xúc động khóc nhiều quá nên lên hình không đẹp. Anh năn nỉ bà xã cho phép làm lại lần nữa để quay hình chiếu trong tiệc cưới chính thức cho đẹp. Sau chia sẻ của chính chủ, nhiều sau việc đình đám đồng loạt xả ảnh, video về buổi lễ của nữ diễn viên và chồng thiếu gia sau một tháng tham dự. Mai Phương Thúy là một trong số các khách mời đặc biệt tham dự lễ cầu hôn. Nàng hậu chia sẻ, mãi mới được xả ảnh, trăm năm hạnh phúc nhé em gái. Hoa hậu Việt Nam 2006 diện váy trắng để lộ vai trần gợi cảm, vô cùng xinh đẹp. Ngoài Mai Phương Thúy, một số sao Việt khác cũng góp mặt trong ngày đặc biệt của Miu như diễn viên Quốc Trường, Tico Tiến Công Jun Vũ, Kiều Ngân và Johnny. Giữa khung cảnh lung linh như cổ tích, Miu và doanh nhân Minh Đạt không ngần ngại thân mật dành cho nhau nhiều lời ngọt ngào, cử chỉ tình tứ. Nam doanh nhân quỳ xuống cầu hôn Miu trước sự chứng kiến của đông đảo khách mời. Trong khi hai nhân vật chính đều bật khóc vì xúc động, các khách mời nổi tiếng cũng rưng rưng theo, bày tỏ niềm vui trước hạnh phúc của đôi uyên ương. Trong một phỏng vấn gần đây với truyền thông, Miu lần đầu có chia sẻ về chồng sắp cưới. Cô cho biết khi gặp doanh nhân Minh Đạt, cô cảm nhận giữa hai người có nguồn năng lượng đồng điệu, việc cặp đôi đến với nhau như duyên số sắp đặt. Anh ấy khiến tôi cảm nhận được tình yêu thật sự. Trước đó, tôi không nghĩ đến việc kết hôn vì chưa gặp đúng người. Giờ tôi thấy cuộc sống trở nên ý nghĩa nhờ có anh. Đám cưới của cặp đôi sẽ chính thức diễn ra vào ngày 29 tháng 6 tại thành phố Hồ Chí Minh. Nhớ bấm nút theo dõi kênh nhé.